kỳ tử uống luôn sẵn. Thảo sẽ chia sẻ cho mọi người nước uống kỳ tử táo tàu và gừng. Thì Thảo cũng uống kỳ tử táo tàu gừng trên 10 năm rồi. Thì mỗi buổi sáng, cho dù bất cứ mùa đông mùa hè nào gì thì mình cũng đều sáng nào mình cũng làm một bình kỷ tử táo tàu và gừng. Thì mình cũng nghe chia sẻ của một chị bạn, chị uống cũng lâu lắm rồi. Thì chị thường thì chị mình hỏi chị thì chị nói là rất là đẹp da và không có tóc bạc. Mà thật sự mình uống 10 năm nay thì mình cũng thấy nó không có tóc bạc cho mình lắm. Thì tuổi 40 mấy thì không có tóc bạc thì mình cũng mừng lắm. Thì thành phần của nó là táo tàu, kỷ tử và gừng tươi. Đây, táo tàu thì Thảo mua ở tiệm châu Á tiệm cũng được, mà cái này thì Thảo mua ở chỗ này là của Korea, nhưng mà tiệm châu Á mình bán, có thể đặt trên mạng cũng có. Đây mọi người thấy nè, đây là táo tàu, đây là kỷ tử. Kỷ tử thì mua trong tiệm châu Á hoặc mình đặt trên mạng. Thì thường thì ngày xưa thì Thảo hay mua ở Việt Nam, ở tiệm thuốc bắc đó, gửi qua. Thì bây giờ thì mất công thì Thảo đặt trên mạng hoặc là đi ra tiệm châu Á của mình á thì đều có bán hết. Thì một túi kỷ tử này mình xài rất là lâu, và táo tàu thì chia sẻ đây thì uống cái da của mình nó rất là đẹp, mà nó lại mùa đông thì nó cũng làm cho mình ấm, nó có gừng rồi không có tóc bạc. Thì mình thấy như thế nào thì mình chia sẻ như vậy. Thì đây là cái bình mà mình chuẩn bị sáng nào mình cũng đổ vào đây, rất là tiện lợi. Đây thì mình sẽ làm cái bình giữ nóng mà nguyên ngày luôn, 24 giờ, khi để hôm sau vẫn còn nóng. Nhưng mà Thảo thì thường là uống trong ngày, không có thích để qua ngày thì sợ nó không có được tốt. Thì đây kỷ tử ghi táo tàu Thảo đã rửa, Thảo ngâm rửa qua rồi. Thì một bình này thì mình cho khoảng 6 đến 8 trái táo tàu thôi, rồi kỷ tử thì khoảng một nhúm như vậy. Thì mình bỏ vào bình, đây mình bỏ vào bình, mình rửa sạch mình bỏ vào bình. Gừng thì mình gọt vỏ, nếu mà không muốn gọt vỏ mình rửa sạch thì cũng được, mình đâm ra. Thì Thảo thì thường thì khoảng như đây gừng nè, mình cắt lát mỏng ra, ai thích uống nóng thì đâm ra. Thì Thảo bỏ vô đây, nước nóng mình đã nấu sôi rồi. Đây, mình đã nấu sôi rồi. Thì lúc mình uống nguyên ngày, lúc mình hết rồi á, thì mình có thể nấu nước nóng mình bỏ vô thêm. Mình nấu nước nóng cứ hết nước thì mình đổ vô như uống trà vậy á. Mình uống nguyên ngày rất là tốt cho cơ thể mình, và không có bị tóc bạc và da nó sẽ căng. Thì chị năm nay là 60 mấy tuổi rồi mà da của chị đụng vô cứng ngắc à, mà da rất là căng, mà tóc chị không có bạc. Thì Thảo cũng uống 10 năm rồi, nhưng mà Thảo thấy thì thật sự là Thảo không có tóc bạc.
mình ăn mình đẹp từ trong ra ngoài luôn. Mình chừa lại khoảng 2 muỗng này, mình đắp mặt nạ, mình chừa 2 muỗng, mình để vào cái chén, mình để vào cái chén này, mình làm mặt nạ đây khoảng 2 muỗng cà phê này. Rất là ngon, mịn màng, đắp lên da rất là đẹp. Nhất là mình đi nắng về mà da mình bị nóng khô,